sàn thương mại điện tử với phương thức tiêu thụ trực tuyến đang là hướng đi hiệu quả giúp nâng cao giá trị sản xuất, mở thêm đầu ra bền vững cho các mặt hàng. Tại tỉnh Hưng Yên, các cấp các ngành đã và đang tích cực hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận với kênh bán hàng hiện đại này. Thời gian qua, nhiều nông sản của Hưng Yên như nhãn, vải, cam, bưởi, dưa lưới, mật ong, long nhãn, hà sen, cải đông tảo hoặc các nông sản qua chế biến được bán trên một số sàn thương mại điện tử. Việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đã hỗ trợ tích cực cho các hộ sản xuất, tổ hợp tác xã nông nghiệp trong việc quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường. Các sở ngành liên quan tổ chức kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với các sàn thương mại điện tử để hướng dẫn điều kiện cũng như quy trình đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử. Được biết, nhiều sàn thương mại điện tử đã hỗ trợ người dân trong việc thiết lập gian hàng miễn phí và cách thức vận hành đảm bảo thuận lợi hơn trong việc tiêu thụ. Hiện tại trên sàn đang ưu tiên tất cả những sản phẩm OCOP ở trên sàn để đẩy bán tất cả những sản phẩm có thương hiệu. Để đưa được nông sản lên sàn ấy, Vò Sò có hai nền tảng, một là app, hai là web. Đầu tiên là hướng dẫn về đăng sản phẩm, chụp ảnh sản phẩm và bán trên sàn. Vò Sò sẽ hỗ trợ bà con nông dân vận chuyển. Hướng dẫn đưa lên sàn thì bao gồm có tải app đăng ký này, tài khoản này, sau đó đưa sản phẩm lên sàn. Đối với nông sản tươi thì nó đặc thù một chút, thì chúng tôi sẽ phải đến trước mùa vụ khoảng độ 1-2 tháng. Chúng tôi nghiên cứu xem loại quả đó thu hoạch ra sao, vận chuyển như thế nào, đóng gói như thế nào. Sau đó kết hợp với cái mạng lưới vận chuyển của chúng tôi đã có kinh nghiệm lâu năm, 75 năm rồi. Thì chúng tôi sẽ hoàn thiện lại cái quy trình đóng gói cũng như là vận chuyển.